Hello, xin chào tất cả bạn đã đến với video này. Hôm nay chúng ta sẽ tập cái bài đầu tiên là bài tập ra ngọn. Các bạn xếp 15 viên bi lên trên bàn như này và chúng ta sẽ đánh lần lượt 15 viên bi này vào hai lỗ cuối. Yêu cầu của cái bài này là khi chúng ta chọc vào bi cái thì chúng ta sẽ chọc xuyên bi cái và khi mà chọc xong thì gậy và người phải giữ nguyên vị trí đợi viên bi cái chạy vào lỗ thì chúng ta mới đứng dậy. Bây giờ các bạn xem nhé. Bi số 3 chọc xuyên qua bi số 3 và giữ người và gậy đợi bi cái chạy vào lỗ mới đứng lên. Sau khi đứng lên thì các bạn phải để cho mình khoảng 2-3 giây để ngắm hướng đánh của bi tiếp theo nhé. Thì có nhiều bạn là không chịu ngắm và nhảy sang bi tiếp theo và đánh luôn. Có khi là không thèm đứng dậy và cứ thế bi này bi kia. Như thế thì cái cú đánh của mình nó sẽ rất là không hiệu quả nhé. Cái bài này thì tất nhiên là không cần ngắm thì đánh nó cũng vào lỗ thôi. Nhưng mà là như thế thì là tạo cho mình cái thói quen ấy. Đấy là kiểu bị mất một cái giai đoạn trong cái cú đánh của mình. Cú đánh của mình bắt buộc là mình phải ngắm thì mình mới có thể đánh chính xác và chuẩn xác được nhá. Rồi bây giờ mình sẽ quay ở cái góc quay này thì các bạn sẽ xem là mình chọc xuyên qua bi cái như nào nhá. Chọc xuyên qua, đấy, giữ im cầu tay và đợi bi cái chạy xuống lỗ thì chúng ta đứng lên và tiếp tục ngắm bi tiếp theo, nhấp theo nhịp, chọc xuyên qua và giữ im cầu tay, nhấp theo nhịp. Các bạn chú ý cái nhịp nhấp của mình nhé. Mình nhấp nhanh hay là nhấp nhịp nhàng thì khi mà mình chọc vào viên bi cái thì mình cũng phải nhanh và nhịp nhàng như thế. Nếu mà mình nhấp nhanh thì mình phải chọc nhanh vào bi cái. Còn nếu mà mình nhấp nhịp nhàng, nhấp chậm thì mình cũng phải chọc vào bi cái nhịp nhàng và chậm nhé. Bạn xem này. Ngắm, nhấp bi và chọc xuyên bi. Đấy, nhịp nhàng nhé. Chứ mình đừng chọc giật cục một cái. Có rất nhiều bạn là nhấp một kiểu nhưng mà lại chọc một kiểu. Như thế thì cú đánh của mình nó không được hoàn hảo. Rồi, tiếp tục ngắm bi tiếp theo. Ngắm, nhấp, chọc xuyên bi, giữ im, đứng lên. Bi số 8 này cũng vậy. Ngắm, nhấp gậy, chọc xuyên bi cái, giữ im, đứng lên. Cúi xuống, ngắm, nhấp gậy, chọc xuyên bi cái, giữ im, đứng lên, ngắm, cúi xuống ngắm lại, nhấp gậy, chọc xuyên bi, giữ im, đứng lên. Đấy, tất cả các động tác của mình đều như thế nhá. Anh em cố gắng là xem kỹ và làm theo nhá. Chọc là phải chọc xuyên bi cái, chứ không phải là chọc một cái xong mình giật gậy lại ngay. Anh em thấy cái bài này rất là đơn giản đúng không? Chọc rất là nhịp nhàng, chỉ việc là nhịp nhàng chọc tất cả các bi vào lỗ thôi. Nhưng mà dù sao thì vẫn phải tập thì mới đánh được như này đấy anh em ạ. Rồi bài tập này của chúng ta hôm nay đến đây là hết nhá. Các bạn hãy cố gắng là tập theo và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những cái bài tập tiếp theo nhá. Bài này là phải tập được thì các bài tiếp theo đánh gọi là quá là đơn giản luôn. Ok, xin chào anh em nhá.